lại CM3 trôi qua rất nhanh chóng với phần thắng dành cho thành viên của phía đôi bạn. Bên kia là có con gì đấy? Không kịp nhìn. Vâng, AC4, Nam sẽ kêu cầm AC. Đôi bạn quân vẫn đang rất đẹp trong ngày hôm nay. Vừa đúng UAB đẹp rồi anh em ạ. Trong khi đó thì hưởng là người cầm phô. U98 được cầm vâng Roma. Như vậy là 1-2 MC. Vâng, có mấy trận clip, vâng mấy cái clip mà bên mình quýt thẳng. City 1,5 tỷ một căn à? Rẻ phết nhờ. Vâng, cảm ơn anh Phan Duy Khánh đã giới thiệu cho em VinCity. Ở đâu nhỉ? Còn để em giới thiệu cho U98 ngay. Em thì làm gì có tiền đâu. Em giới thiệu cho U98 để nó biết, để nó đi ra mua thì em chịu. Tỷ rưỡi căn. Gia Lâm ở Osa thế. Vâng, Gia Lâm tỷ rưỡi căn thì hơi khoai. Chào Kirito nhá. Chào tất cả anh em đã hoàn chỉnh cùng chat. Anh em đang ngồi xem cái kèo bên kia xem Hải Vào Lô bị chửi SML rồi, chắc chắn là thua trận tiếp theo rồi, thắng hộ trận này. Tôi nhìn quá cái thế thì tôi biết bên kia thì Egypt với hot cái gì đấy. Vâng, Egypt hot ya. Còn bên này thì vâng, Greek lên 4. Đánh gì đẹp. Cảm giác chả có một tí cửa gì cả. 751. Vâng, vì bên này chỉ làm kích khá khét. Hưởng Ốc Trô 24 nông dân. Bảy nhiều khá đẹp tới từ hưởng Ốc Trô trong trận này. Vâng, đang chỉ là 24 dân thôi. Vâng, bị lỗi dân nhiều thế. 25 nông dân và đã ngừng xin dân. Đừng bị chết dân trong trận này thì phải. Kích 850. Thêm một bảy yêu 4 nữa như vậy đồ ăn cũng tạm ổn. Got it.
Kèo 44 thì đang phát trên Facebook của Sẻ nha mọi người. Bảo 98 mua tham ở MD mà làm kèo á. Anh em ủng hộ cho em mỗi người, vâng bây giờ 300 anh em mỗi người ủng hộ cho em một triệu thì cũng được. 3 triệu rồi. Mọi người ủng hộ cho em mỗi người 10 triệu thì đủ. Em mua 2 căn ở tham luôn, 1 căn cho thuê, 1 căn ở. Hợp lý. Được thế tốt nhỉ. Một căn cho thuê, 1 căn ở. Nói chung là khá là hợp lý ấy. Anh em ơi, mỗi người cho em 10 triệu đi. Đừng đấy nào. Là không còn bị chết đói rồi. Cũng như 8 bài đang khá là khỏe lên đời sớm. Phía bên kia là 4AG. Vâng, đội bạn thì vẫn đang hơn mình ở chỗ là mình có lạc đà. Một vài căn bo nhà khá là rộng, cũng như hình thành thủ văn hưởng. Vâng, trở lại U98 thì xem U98 chém trận này. Vâng, có Tùng Anh là mình có 4AG và đang chém để cho Asian đánh cung. Các bạn sẽ đánh hơn một mình, vẫn sẽ đánh hơn, xem cái cung cả chém. Phô đánh chém thì vẫn hơn Roman ở chỗ là có lạc đà. À, anh em ạ, 44 thì đang đánh với Hà Nội và thấy bảo là đang khá là tím. Chat chưa hả? À, ốc chô bình luận hay quá. Vâng, 28/32. Bắn máy tới từ nhân thủ U98. Đang một trận đấu chém cực kỳ dã man đối với U98. Nhưng điều quan trọng đó là cung đầu của bạn, đó là cung đầu tuyệt hơn so với phía mình, đó là cung đầu của Asian. Thằng này là 41 dành cho Văn Hưởng. Mình xem về thế phát triển phô không ngán Asian cho lắm. Bài mà vâng Hưởng Châu đang bo nhà bằng cực kỳ nhiều B. Thế mà hình rằng đây là phô. Vâng, vẫn có thể làm được điều đó, 5A vẫn đang ra đều. Rất hậu bào cáo trồn, nhưng đội bạn cũng là một thế khung. Vâng, đội bạn thế đang khá đẹp. Thì cả phù và AC đang khung nhà được ra quân. Khung nhà được thì kiểu gì cũng sẽ ra quân đó. Nhưng mà những con nông dân không bị ăn. Asian đang dưới dốc. Oh. Rồi, điều quân, điều được. Oh không, như vậy là có lạc đà. Vẫn có lạc đà của đội bạn đấy, không nhiều đâu, lùi. Nó phải bắt làm sạch bây giờ lạc đà đông lắm. Điều dưới thôi. Thôi nào quay lại điều dưới đi em ơi. Điều dưới tiếp đi. Nó xuống dưới dốc kìa, ngon.
Anh em team Uchiha báo về nhà lùng. Đây máy của Uchiha. Rất đông lạc đà đang đi về cứu. Rồi bạn đang đánh ở một chiến thủ. Rồi phía bên trong Uchiha đang báo về chỗ khá nhiều. Vâng máy này cho bạn đội bạn hoa mắt chóng mặt đây bằng máy của Văn Hưởng. Vâng đừng dồn xuống dưới dốc quá nhiều. Đứng trên dốc tỉa dần những con lạc đà đi. Bị vẩy em. Tăng thêm A từ 6. Nhưng lục đủ lục thì sắp không. Đó thì Uchiha đã vào được nhà của thủ 7, lục nhà U7 của tôi. Tươi đấy. Và nghe thấy có mùi thơm thơm. Và như vậy là hiểu cho mọi người đang có thể cửa. Còn như vậy là Uchiha đang rất đông quân được nhà. Điều đó ấy chị vẫn đang rất khác bò 6-2 bắt đường thì vẫn không vào được nhà làm tơn sóc quân là sóc dân không đôi bạn đi lủng tơn là sóc dân em DC tăng A thứ 7 quên đều quân dân không ra nhiều lắm vâng làm tên BB đi xem nào vâng rất đông quân đội bạn cũng cực kỳ chơi quân trận này khá là khiếp hồn anh và vàng nên dân ăn vàng vâng lên đầu máu vâng trong khi nghĩ thì đã báo về đội bạn vẫn đang bất dụng chính nên đã đang lọt được vào trong nhà của cặp Azidan 3L bắt đều rồi 37/44 vẫn lọt được một con chém vào trong lưỡi chính của đối phương rất tốt bây giờ nâng chém 4 hết vàng nhé chú Thắng à ăn vàng khu vực khác đi lên đầu máu trong trận này còn nghe thể là ổn đấy ăn cánh rừng ở khu vực này đi con tơn đi quân khá ảo diệu dưới cái thủ nam sâu kêu không để ý là đứt hết dân đấy lại phải về đỡ mặc dù là 7 A bắt đều rồi nhưng mà vẫn đang tìm báo về thì nhà đội bạn chết hết rồi thế thì thưởng cũng như thủ nhà và đi máy với người game thủ chúng ta vâng ăn được hết dân của đối phương rất tốt thằng này là 44/44 đã có tốt rồi hưởng thủ nhà thôi đứng trên dốc cao để thủ nhà nào không nên mang quá nhiều quân đi bắt một vài tinh đờ lẻ như vậy đứng trên dốc cao để thủ nhà không cần phải làm gì nữa cả rồi cơ cấu lại nhà cửa một tơn nào là lạc đà của đội bạn vâng xích luôn ủa đông lắm nhá
Chưa biết là ông nào ăn được mèo nào cắn gì nào trong tuần này. Lạc đà bắt đầu chạy rồi. Gỗ rất nhiều. Sau tuần này mình nhớ cơ cấu ruộng một tuần. Bắt hết lạc đà rồi đấy. Được tơn này đỡ được không? Đỡ được. Người ta dồn thêm một tơn quân mới lên. Đông lắm. Chuyện này nhìn chém người rất là tiểu thương. Bởi bạn rất đông quân. Thôi thường tín được rồi. Đánh máy 28. Là rất đông quân trong trận này. Tham lam thì mạnh rồi. Sao đội bạn mất nhiều dân và tham to nhỉ? Kiểu nó vẫn còn nhiều quân quá. Lực vẫn có. Vâng, chúng ta đến với trận đấu tiếp theo thôi. 1-0 trong C4 dành cho đội bạn.